Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống gian hàng đồng hồ giờ Watt của chúng tôi tọa lạc tại trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, lại làm video review cho các bạn chiêm ngưỡng một số sản phẩm mới về. Sản phẩm mới có, sản phẩm cũ có. Vâng, bây giờ thì chúng ta không còn đợi lâu nữa, chúng ta hãy vào chi tiết từng sản phẩm một nhé. Vâng, trước mắt các bạn đó là một sản phẩm mới được ra mắt, có mã là GM110G1A9DG. Đây là một mẫu sản phẩm vừa mới được ra mắt, hiện tại là đang có mặt tại Việt Nam rồi. Vâng, đang có mặt tại hệ thống giờ Watt của chúng tôi. Đây là một mẫu đồng hồ có dây nhựa và vỏ là kim loại. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Kiểu dáng đẹp, màu vàng kim, sang chảnh, tuyệt vời luôn, rất tuyệt vời. Nó có hai phiên bản, vâng, có một phiên bản màu trắng bạc và một phiên bản màu vàng. Hai phiên bản này đều rất là đẹp, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Vâng, còn nguyên dây bóng tôi vẫn chưa bóc ra, bởi vì hàng vừa mới nhập về thôi. Vâng, cực kỳ đẹp, đeo lên tay rất là sang. Bởi vì tôi thấy rất là đẹp nên tôi cũng lấy một em để đeo, tự thưởng cho mình một chiếc đồng hồ G-Shock. Tự thưởng cho mình một chiếc các bạn ạ. Giá em này là 7.403.000. Còn em màu trắng bạc thì là giá rẻ hơn, là có 6.580.000 thôi. Vâng, các bạn thấy thế nào? Quá đẹp phải không ạ? Vâng, sang đến mẫu tiếp theo thì đây cũng là một mẫu này cũng ra mắt cũng khá lâu rồi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ GA2000. Mẫu đồng hồ GA2000 có vỏ được làm bằng carbon cho nên rất là nhẹ các bạn nhé. Rất là nhẹ luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Phiên bản màu đen, màu vàng. Và ngoài ra nữa thì ở ngoài tủ của chúng tôi cũng còn rất nhiều những mẫu đồng hồ khác. Vâng, đây, rất nhiều các mẫu đồng hồ mới có, cũ có. Vâng, cực kỳ đẹp các bạn ạ, cực kỳ đẹp luôn. Còn rất nhiều mẫu để các bạn lựa chọn nhé. Đây, mẫu GA2000 phiên bản màu tím than cũng rất là đẹp. Vâng, để tiếp tục video thì mẫu đồng hồ GA2000 này có giá bán là trung bình là 4.270.000, 7.000. Và còn phiên bản màu đen thì rẻ hơn các bạn nhé. Phiên bản màu đen thì có là 3.878.000 thôi, rẻ hơn rất là nhiều. Các bạn thấy thế nào? Mặt tròn rất là đẹp đúng không? Ông Park Hang Seo là ông đeo con này đấy các bạn nhé. Ông đeo con này luôn, tuyệt vời. Vâng, sang đến một mẫu đồng hồ tiếp theo. Đây các bạn này, đây là mẫu đồng hồ G8900. G8900 có giá bán là 3.196.000. Viền benzen bằng kim loại, vỏ nhựa, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đèn, đèn này các bạn này, rất sáng luôn. Vâng, đấy, đây là một mẫu cũng là hàng GA110. Vâng, đây là mẫu GA110. Nó cùng với phiên bản giống mẫu này thôi, cũng cùng như vậy nhưng mà nó là vỏ nhựa. Vâng, các bạn thấy thế nào? Màu vàng kim trong mặt rất là nổi luôn. Dây nhựa bóng, cực kỳ sang chảnh. Hàng được phân phối bởi Anh Khuê Sài Gòn các bạn nhé. Giá mẫu này là 4.841.000. Và đây, sang đến mẫu đồng hồ tiếp theo giới thiệu với các bạn. Đây là một mẫu đồng hồ này thì tôi cũng rất là thích luôn. Màu vàng kim các bạn nhìn này, vỏ nhựa màu vỏ nhựa bóng, cực kỳ đẹp, cực kỳ khỏe khoắn. Tôi thích nhất là hai kim của trong mặt của đồng hồ. Hai kim này các bạn nhìn đâu, nó to khỏe và nhìn nó rất là chắc chắn, nhìn rất là sướng mắt luôn.
cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp luôn. Giá thì cũng vô cùng hợp lý thôi, không có gì là cao. GA710, giá là 4.771.000. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ tiếp theo để giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu đồng hồ G-Shock, mã là GA400GB, phiên bản vàng kim. Vâng, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này tôi bán rất là chạy các bạn nhé, khách hàng rất là ưa thích mẫu đồng hồ này, rất là thích mẫu đồng hồ này, bởi vì là có nút vặn chỉnh giờ các thứ ở bên tay phải rất là đặc biệt, kiểu dáng thì rất là trẻ trung mà thời trang, đơn giản mà đẹp. Mẫu đồng hồ này tôi rất là thích mẫu đồng hồ này luôn. Trước tôi cũng đeo một mẫu này rồi, tôi cũng đeo một chiếc này. Đấy, rất là đẹp. Về sau này có thằng em nó thích thì tôi tặng cho thằng em. Vâng. Vâng, đây thì đợt hàng lần này về thì được thêm một mẫu EF Anyfit của Casio. Mẫu đồng hồ này cũng vừa mới ra mắt thôi các bạn ạ. Rất là đẹp luôn, không phải nghĩ luôn. Đây các bạn này. Tuyệt vời luôn. Cũng đang rất là hot đây các bạn nhé. Mẫu này là có Bluetooth và có Bluetooth luôn, kết nối điện thoại với các bạn. ECB 10B 1 ADG. Giá bán là 4.771.000. Các bạn thấy thế nào? Trong mặt được điểm nhấn một cái vòng rất là màu đỏ hồng, rất là đẹp luôn. Viền bằng kim loại hết, dây bằng nhựa, dây cao su, rất là đeo thì không phải nghĩ luôn. Và cũng là rất là lâu rồi, hôm nay mới về được mẫu đồng hồ GA. Mẫu này là cái tem của nó rơi đâu nhỉ, hình như đây. GA140. Đây là mẫu đồng hồ GA140, giá là 3.784.000. Mặt ánh hồng, một mặt vàng hồng các bạn ạ. Vàng hồng. Rất là sang luôn. Rất đẹp luôn này các bạn này. Rất là đẹp luôn. Vâng, đấy trước mắt các bạn đó là một số mẫu đồng hồ tôi đã được lựa chọn rất là kỹ khi mà nhập khẩu từ Nhật về. Rất là đẹp. Đây các bạn nhìn này, toàn màu vàng. Lần này hàng về rất là nhiều màu, toàn là màu vàng là chính thôi. Rất là đẹp, mặt màu vàng, vàng kim, cực kỳ đẹp luôn. Rất là sang chảnh. Vâng, các bạn ai có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với GWatt nhé. Các bạn mua online thì sẽ được giảm giá 10%. Đấy các bạn thấy không? Rất là đẹp đúng không ạ? Mẫu đồng hồ này tôi thấy rất là ưng luôn đấy các bạn ạ. Rất là đẹp. Đấy, lên tay rất là đẹp phải không bạn? Cực kỳ đẹp. Vâng, ai có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với GWatt để sở hữu em nó nhé. Vâng, bây giờ thì tôi xin kết thúc video tại đây. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.